đối xin chào khán giả người VTV sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày Việt Nam khởi tố và bắt giam hai cựu bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Báo chí Việt Nam gỡ bài liên quan hành trình lãnh tụ Bắc Hàn thăm Việt Nam và Sài Gòn phát hiện dịch vụ massage khỏa thân tập thể ở quận Nhất thưa quý vị sáng ngày hôm nay Báo chí Việt Nam đồng loạt đưa tin ông Nguyễn Bắc Sơn và ông Trương Minh Tuấn hai cựu bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa bị bắt giam và khởi tố do những sai phạm liên quan đến thương vụ mua bán công ty AVG. À, đó là tin báo chí Việt Nam đăng tải ngày 23 tháng 2 cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bắt giam và khám xét nhà ở của hai ông Trương Minh Tuấn hiện nay ông này đang là phó ban tuyên giáo ông là cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông cùng với vị tiền nhiệm của ông là ông Nguyễn Bắc Son cựu bộ trưởng thông tin và truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016 để điều tra tội vi phạm quy định quản lý và sử dụng vốn đầu tư trong cái việc mà mua gây hiệu quả nghiêm trọng theo điều khoản số 3 điều 220 bộ luật hình sự năm 2015. À, theo báo chí trong nước cho biết sai phạm của cả hai ông Son và ông Tuấn được xác định xảy ra khi ông Son đang là bộ trưởng, ông Tuấn là thứ trưởng, đều liên quan đến thương vụ công ty mobile mua 95% cổ phần công ty nghe nhìn toàn cầu AVG mà các quyết định thời cố đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê duyệt từ tháng 7 năm 2018. Trước đó theo báo tuổi trẻ, ông Nguyễn Bắc Son đã lần lượt bị cách các chức như là ủy viên trung ương đảng khóa 11 và bí thư ban cán sự đảng bộ thông tin và truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016 xóa luôn tư cách nguyên bộ trưởng thông tin và truyền thông cùng nhiệm kỳ bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông trương minh tuấn bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức bí thư ban cán sự đảng bộ bộ thông tin và truyền thông nhiệm kỳ 2016-2021 rồi cuối tháng 4 2018 là năm ngoái thanh tra chính phủ đã bàn giao hồ sơ tài liệu cái vụ mà mobile phone mua công ty AVG qua cho cơ quan điều tra bộ công an theo kết luận thanh tra thì mobile phone đã mua AVG và vi phạm kinh tế rất nghiêm trọng dự án có tổng mức đầu tư là 8.900 tỷ đồng tương đương khoảng 384 triệu đô la tuy nhiên những vi phạm này làm trái quy định thiếu trách nhiệm của mobile phone mobile phone dẫn đến quyết nguy cơ hiện hữu gây thiệt hại nghiêm trọng vốn của nhà nước tại doanh nghiệp này khoảng 7.000 tỷ tức là khoảng 301 triệu làm sụt giảm lớn hiệu quả kinh doanh ngay từ năm 2016 và các năm tiếp theo Thì thanh uh, tra cũng cho biết là dự án đầu tư này chưa được chính phủ phê chuẩn Nhưng mà hai ông này đã ký để mà, làm, mà, mà mua Mặc dù sau đó có ngưng không mua cái công ty này nữa nhưng mà số tiền thì đã mất Và liên quan đến vụ án này thì cũng có một số nhân sự khác của tổng công ty viễn thông mobile phone Cũng bị khởi tố và bắt là bao gồm khoảng 10 người đó là tin liên quan đến cái vụ mà hai cụ bộ trưởng thông tin và truyền thông trong nước họ gọi, gọi là bộ 4 t đó bị bắt à, liên quan đến chuyến thăm việt nam của ông kim jong un tức là lãnh tụ bắc hàn đồng thời là ông sẽ gặp tổng thống donald trump tại thượng đỉnh lần thứ nhì hà nội thì sáng ngày hôm nay 23 tháng 2 tất cả các link các bài báo mà liên quan đến việc cấm mọi xe lưu thông trên quốc lộ 1 từ Đồng Đăng đến Lạng Sơn đến Hà Nội đều bị kéo xuống và không thể truy cập được ngay cả trên báo nhân dân của cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản việt nam cái bài viết này cũng bị kéo xuống là bởi vì theo tin reuters và các tin khác cho biết ông kim jong un có thể đi xe lửa từ bên bình nhưỡng qua bắc kinh từ bắc kinh sẽ đi đến đồng đăng và từ đồng đăng sẽ chuyển qua xe hơi đi 170 trăm bảy cây số về hà nội thì đó là cái tin hôm trước đã đưa thành thử ra bây giờ có thông tin của tổng cục đường bộ cho biết là sẽ cấm đoạn đường từ đồng đăng xuống lạng sơn và từ lạng sơn xuống hà nội thì bây giờ không biết vì lý do gì tất cả các báo mà khi đăng cái cái bản tin này ra bây giờ đều bị kéo xuống các nhà phân tích người ta đoán rằng là có lẽ do vấn đề an ninh và bên Bắc Hàn đã yêu cầu coi uh, như là kéo xuống và ngày hôm cũng ngày hôm nay thì uh, Bộ Ngoại giao Việt Nam chỉ thông báo rất chung chung là ông Kim Jong Un sẽ thăm chính thức Việt Nam trong những ngày sắp tới chứ không nói rõ ngày nào theo lời mời của tổng bí thư chủ tịch Nguyễn Phú Trọng uh, chủ, thì uh, đó là cái tin mà gọi là đưa đúng đất chung chung vì người ta không thể nào mà người ta rõ rằng là bao giờ thì ông ông ông, ông Kim Jong Un đến nhưng mà sáng ngày hôm nay thì tin của BBC cho biết là có những cái thông tin là có thể là và theo cái um, lịch trình mà đóng đường như vậy là có thể là chiều 25 tức là chiều ngày thứ hai thì ông đến Lạng Sơn thành tựu là bởi vì cái trong thông báo đóng đường là đóng tối ngày 25 và sáng ngày uh, 26 thì đó là những cái tin mà nó tiết lộ ra ngoài ra Reuters cũng dẫn một nguồn tin bộ ngoại giao tại thành phố Thẩm Dương của Trung Quốc nói rằng chuyến tàu chở ông Kim dự kiến sẽ đi qua khu vực này vào ngày 23 tháng 2 tức là ngày hôm nay trong cái đó hãng John Hap của Nam Hàn tiết lộ là khách sạn Yonglan ở thành phố biên giới Đan Đông gần biên giới Trung Quốc với Bắc Hàn đột ngột thông báo dừng tức là không nhận đặt hàng à không nhận đặt phòng và hủy những phòng đã đặt trong hai ngày 23 và 24 hồi năm ngoái khi mà ông Kim Jong Un tới Trung Quốc bằng xe lửa thì khách sạn này cũng từng đưa ra thông báo tương tự thì đây là những cái thông tin mà người ta ráp nối vô người ta thấy là có thể là ông đúng là ông đi xe lửa đi cái đoạn đường mà từ uh, Bình Dương mà đến uh, Đồng Đăng à. liên quan đến một vụ mà gọi là xâm xì si nổi đinh nổi đám mà tại Sài Gòn là thưa quý vị báo Vietnamnet uh, Việt Nam Net sáng ngày hôm nay xác nhận là công an quận Nhật đã xác nhận quận 1 của Sài Gòn đã xác nhận cái báo này là cho biết là tối 22 tháng 2 tức là tối thứ sáu Họ đã phối hợp cùng với công an phường Phạm Ngũ Lão quận 1 bất ngờ đột kích khống chế lực lượng bảo vệ của cơ sở massage nằm trong khách sạn Lê Hân Đại Nam trên đường Bùi Thị Xuân, đường Bùi Thị Xuân gần cái uh, nhà in Nguyễn Bá Tòng ngay chỗ mà gần nhà thờ huyện sĩ đó quý vị. Tại hai phòng VIP của cơ sở massage này công an đã bắt quả tang hai nữ tiếp viên đang khỏa thân 100% massage kích dục cho hai ông khách. À. Thì uh, theo như tờ báo này cho biết sau khi làm việc công an là các nữ tiếp viên này khai nhận là tại cơ sở massage này các cô phải khỏa thân hoàn toàn để phục vụ massage kích dục cho khách mỗi suất như thế thì khách chỉ trả tổng cộng 600 trăm ngàn đồng một người tức là khoảng 26 đô la 25 đô la những tiếp viên này còn cho biết nếu khách có nhu cầu cùng một lúc bốn cô sẽ khỏa thân phục vụ massage kích dục cho một người đó, tức là một là 2 cô, hai cô hay là bốn cô mà nếu bốn cô thì giá tổng cộng là 3 triệu đồng tức là khoảng 130 đô la nhờ vậy dù cơ sở massage xa này nằm trên tầng 7 của khách sạn nhưng rất đông khách đương nhiên phải đông rồi công an đã lập biên bản vi phạm chủ cơ sở với các lỗi dùng phương thức kinh doanh có tính chất khiêu dâm kích dục không bảo đảm ánh sáng để đồ vật cản trở lối đi tức là vụ việc đang được các cơ quan điều tra tuy nhiên phải cản trở lối đi nếu nhân viên điều tra vô thì cũng khó còn đương nhiên là có những ánh sáng mờ mờ là đương nhiên rồi đó là những cái hoạt động mà gọi là uh, massage mà khỏa thân uh, kích dục thì đó là những đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới.